À, đây là cục hàng tóc ha cả nhà. Đây là cái 12 tháng thì đây là một cái gốc này, để em toàn cân xem cái hàng này khô rồi nhé cả nhà nhé. Thì cả nhà cùng xem này, cục này nó nặng là 1 kg, 1 kg 850 ha. Mà cục này nó chưa khô thì nó nặng khoảng tầm 4 kg cả nhà nha. Nó ra khi nó khô 100% á cả nhà nghe âm thanh này. Đó, nó con như này nó khô này. Thì cục này nó khô rồi thì nó sẽ hao tới 50%. Đó, lúc nó tươi thì nó có nhiều nước, đặc biệt thì khi ta thu chầm là ta thu vào mùa khô cả nhà nha, thì nó hạn chế cái tỷ lệ nước thì chầm nó sẽ nặng hơn. Đây là cục thứ hai, cục này thì nó cũng như vậy ha. Để mình coi là đây nó nặng 2,3 kg cả nhà nha. Đấy, cục này nặng 2,3 kg và khô rồi nhá. Đó, đây cục này cái gốc dưới nặng 2,3 kg khô, và ở phần trên của nó là còn thêm mấy cái tầng nhỏ nữa. Đây, ví dụ ở đây một cây này, đây cái khung gốc này, còn cái phần đây là khung gốc của cây 50 này, nó nặng khoảng 910 gram cả nhà nha. Đấy, đó là khung gốc của cây 50, vay 50 khô rồi cả nhà ha. Nếu mà chưa khô thì cây này nó phải nặng hơn 2 kg. Đó, cái khúc này rồi. Đây là cái khúc trên, đây là cái cục trầm nó tầng thứ hai của cây gió vanh 70 cả nhà nha. Em toàn làm một lỗ này. Đó, hai cả nhà cùng xem dầu này. Đó, chỉ tóc mình sẽ cân xem được bao nhiêu. À, 928 gram cho cái cục này. Đó, cho nên là cả nhà để ý, khi ta cấy cái chầm mà nó càng để lâu á thì cái chất lượng chầm nó sẽ nặng hơn. À, còn cục này nếu như mà hàng mà 3,5 năm, cục này nó phải rơi vào khoảng 3 kg cả nhà nha. Rồi, ra đây thì em toàn sẽ so sánh với cả nhà này. Đây là hàng 12 tháng cả nhà nha. Đó, đây là hàng cấy 12 tháng. Và bên này của em toàn á là hàng cấy cái này là được 3,5 năm ha, cả nhà cùng xem ha. Qua cảm quan thì cả nhà thấy hai cái mặt này, hai cái lớp dầu của nó, thì hàng cấy 12 tháng và hàng 3,5 năm nó có sự thay đổi vô cùng khác biệt nha cả nhà nha. Chất lượng dầu của hai cục thì nó khác nhau một trời một vực. Đó, bởi vì cái thời gian tích dầu của nó cũng rất là lâu rồi á. Một cái thì 1 năm, một cái thì 3,5 năm, khiến cho cục trầm nó tối màu hơn, nhiều dầu hơn, và mùi thơm của nó thơm hơn, và đặc biệt là nó nặng hơn cả nhà nha. À, khá là nặng. Đấy, đây là mặt cắt của cục trầm sau khi chúng ta cấy sinh học. Đó, đây mặt cắt của hàng 12 tháng và đây mặt cắt của hàng 3,5 năm. Cả nhà cùng xem màu sắc nó có thay đổi ha, rõ rệt luôn. Đấy, rất là đẹp. Rồi, và bên này em toàn sẽ cho cả nhà xem này, những cái mà cây mà chúng ta cấy 3,5 năm này. Đây là những cái phần trầm em toàn đã làm sạch rồi. Đây là nó lên cả cái nhánh luôn cả nhà nha. Đây là phần ngọn này. Đó, còn những cái phần đây cả nhà cùng xem, lớp dầu rất đẹp, lớp dầu đến thu luôn đó. Đó, rồi trên đây là nó có những cục là mình cấy hàng, đây là hàng cấy cả nhà nha. Đó, nhìn của nó ra những cái cục này, những cái u mắt. Đó, rất là giống hàng tự nhiên, nhưng mà đặc biệt là sao cả nhà, nó không hề có cái lỗ đục nào ở trên này hết. Nó rất là suôn, rất là đẹp, nó hình thành trầm từ bên trong nó ăn lên, cho nên là cái lớp dầu của nó ra là phải nói cực kỳ là đỉnh luôn. Ngoài ra thì em toàn chia sẻ với cả nhà những cái cây á, cây này là 3,5 năm, nhưng dòng cây này là dòng cây gió bầu nha cả nhà nha. Cây gió da trắng, bông da màu trắng. Còn mà những cái cục trầm đây, bên này là những cục mà cũng hàng 3,5 năm. À, nhưng mà cái này là của cây gió me cả nhà nha. Cây gió đen hoặc gió me, cái vỏ của nó hột rất là to như cây me vậy, và đen thui đen xì lại đó. Thì cây này nó sẽ ra cái dầu khác với cái dầu cây gió bầu cả nhà nha. Nhưng mà mùi hương của nó thơm rất là tốt. Đó. Hàng đây, đây là hàng 3,5 năm. Mặt cắt của nó là cực kỳ là đẹp, nó có vân quầng luôn đó cả nhà. À, thấm nhẹ tí nước thì mình sẽ nhìn thấy cái vân quầng nó lên rõ rệt hơn. À, nhưng mà cái mùi hương á, cái mùi thơm của nó phải nói là thơm rất là ok, rất là tốt luôn. Mùi rất là ngọt cả nhà nha. Đó, đây là hàng trầm cấy bên em. Và đặc biệt là hàng nào là chuẩn hàng đó, chứ mình không có nói hàng lung tung cả nhà nha. Đây là phần ngọn của nó cả nhà. Đó, em toàn hay chia sẻ là cái trầm của em toàn nó đỉnh cao nhất ở những cái ngọn này. Đó, nó ra những cái cục trầm mà rất là đẹp cả nhà. Đây là cái phần trên này, phần trên nhánh này, cả nhà xem này.
đó, phần trên nhánh này đen đều luôn cả nhà nhá. Đấy, dầu nó cực kỳ đẹp đều đây, nó rất là lạ. Cái này này thì nó khô rồi, được em Toàn khai thác và em Toàn làm sạch sẽ và nó khô rồi. Ở đây là mặt cắt của nó cả nhà, đó đây là mặt cắt của nó nha, đây mặt đầu đuôi đây đó, rất là đặc cả nhà nha. À, cái độ đặc của nó là để chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc. À, đây đó cả nhà xem dầu này. Dầu 3 năm rưỡi, cực kỳ đẹp đó. Đây mặt cắt cả nhà. À, phần đây là những cái cành những cái cành mắt biếu đây đó, những cái cành này phải nói là nó ra dạng như gần như tự nhiên luôn đấy cả nhà. Đó, dầu của nó là cực kỳ đỉnh này, đen thui và nó đều, nó chạy dài luôn đấy, nó chạy dài như là cả nhà tưởng tượng nó là một cái ngà không cả nhà, thấy không, nó giống như một kiểu một cái ngà vậy đó, rất là thơm. Nhưng mà bất cứ anh chị em nào đến cơ sở của em Toàn đó, là được cầm trực tiếp những cái cục trầm mà sau khi chúng ta cấy được 3 năm trầm nhân tạo đó, tôi cấy chế phẩm bên em Toàn, thì cả nhà sẽ hiểu được là cái mùi hương và cái giá trị khi mà chúng ta tạo trầm mà theo một cái tâm, theo mình tạo ra yêu thương cây gió, mình không đục khoét vào cây gió quá nhiều mà mình kích thích cho cây gió sinh trầm từ bên trong ra, thì nó sẽ ra cho mình một cái cục trầm rất là tuyệt vời. Đây đặc thực tế của nó đây cả nhà có thể thấy được là cái độ dầu rất đẹp. Tại sao em Toàn nói nó lên trầm nó lên tới cành nhánh luôn là cả nhà xem. Đó, đây là những cái cành nhánh này rất nhỏ luôn này, chỉ bằng cái ngón tay của em Toàn này, cái cành nhánh này đó, cành nhánh của nó lên là ăn tới những cái cành nhỏ. Thì đây cũng là cành này, đây cũng là phần cành, đây là nguyên một cái lô con ngọn của em Toàn sau khi mình làm sạch sẽ ra đấy. Ui trời ơi, cây này nặng lắm, cây này cảm giác nó đặc cả nhà, đấy nó khá là đặc, nó có độ nặng. À, cây này cầm lên cái là thấy giá trị liền cả nhà xem, rất là nặng. Để âm thanh con nó khô rồi mà em Toàn làm ra cũng lâu rồi đây đó. Đây, cả nhà xem những cái chất lượng, đây là cái những hình ảnh thực tế và của những cái chế phẩm em Toàn làm ha. Này ôi trời trời trời, đây nó có một vân dầu này, khá là đẹp, chỉ dầu đó. Đây cả nhà xem là ra cái cành này. À, mình ra cái cành nhỏ xíu thôi đây. Nó vẫn ra này đó, rất là chất lượng nha. Có những anh chị em hỏi với em Toàn á, là cái chế phẩm của mình để được để trong cây gió tối đa để cho nó chích dầu được bao lâu, để càng lâu càng tốt có đúng không? Thì cái này này em Toàn sẽ chia sẻ với cả nhà là khi chúng ta để, nếu như mà cây gió nó khỏe thì chúng ta có thể được để được tới 4 năm thậm chí 5 năm luôn. Cục này là để hơn 4 năm đó, thì em Toàn mới cắt khai thác. Thì sau khi chúng ta so sánh với cái cây 3 năm rưỡi ha, cả nhà so sánh với cây 3 năm rưỡi thì nhìn ra cảm quan nó là nó dầu cũng rất là đẹp nhưng mà không có khác nhau là mấy, đúng không? Đây là lớp dầu chúng ta soi ở cái mặt cắt, thì cả nhà có thể thấy là cái cục hàng để 4 năm rưỡi này nó có cái chỉ quầng đấy, nó có cái quầng rất là đẹp. À, còn cái bên này nó có mờ thôi nhưng bên này nó đậm hơn, cả nhà thấy không? Đó, cái này là cái em Toàn cấy thực tế là nó rơi vào thời gian là 4 năm hơn đó. Nên cả nhà nếu mà để được tối đa cái mùi hương tốt á, mà em Toàn thu được sản phẩm rồi á, là có thể thu được cho cả nhà, là nó rơi vào từ 3 năm rưỡi là em Toàn đã có thể thu được cho cả nhà rồi, cả nhà có thể cắt để bán rồi đó, thì bên em Toàn sẽ thu mua. Còn mà nếu mà cả nhà để thời gian 4 năm rưỡi như thế này thì chất lượng dầu nó sẽ tốt hơn và đặc biệt nó nặng hơn đó. Cây nếu mà cả nhà có những cây to á, những cái cây vanh của nó khoảng tầm 90-100 á, là nó sẽ hình thành ra những cái cục trầm nó bự như vậy cả nhà nhá. Đây là em Toàn cắt 40-40 cho dễ làm. Chú em Toàn đây thì em chuyên làm để mà sau khi mình làm hạt. Đó, đây cả nhà cùng xem ha, đây là mặt cắt của nó này. Đây là cái vết sau khi chúng ta truyền chế phẩm vào á, là ở điểm giữa này, đó là điểm chế phẩm đi lên, thì nó hình thành ra một cái mô tổn thương nằm ở giữa tim luôn. Và nó sẽ hình thành ra trầm, nó kích cho cái gió nó sinh ra cái phần trầm bên ngoài đây, nó sinh ra và nó ra, nó ăn lần ra, nó sẽ rất là to. Và đặc biệt thì bất kể trầm tự nhiên hay trầm nhân tạo, nó đều phải có cái vết tổn thương này trước, sau đó nó mới hình thành được trầm nha cả nhà.
anh lên trên cao lên trên thì cái thân này nó sẽ đặt lại nha cả nhà nha. Rồi ok, thì đó là cái em Toàn muốn chia sẻ với cả nhà. Đây đó, cũng là một cây khá là to, vanh của nó là 890 luôn. À, nó giàu đó. Đây là mặt cắt này cả nhà, phần trầm của nó phải dày khoảng tầm 5 phân luôn, 5 đến 6 phân nữa cả nhà. Đây là hàng trầm cấy sinh học này, chế phẩm của em Toàn cung cấp ra cho bà con làm nhé. Đó, cái này là sau 3 năm rưỡi, dầu của nó phải nói là cực kỳ là đẹp, rất là chất lượng và nặng. Đó, ví dụ như cái cục đây thì em Toàn sẽ đặt lên cạnh cả nhà cùng xem. Hàng này hàng khô rồi nhá, hàng này hàng khô rồi thì cả nhà cùng xem. Cục này nó sẽ nặng là 764 gram. Đây hàng khô nha, 764 gram một cục đó. Thì nếu mà ra được quả cây này nó phải ra 14-15 cục như thế này thì nó sẽ ra được khoảng tầm 10 cục là 7 kg, cỡ 10 kg hàng khô đó. Em Toàn thu nhiều rồi thì mình sẽ có được những cái hàng nó thực tế. Đây cục này nó nặng 1 kg đúng này cả nhà này. Đó, đây nặng ký đúng. Còn những cây đây là những cây vanh từ 70-80. Đó, nó nặng đây là 932 gram một khúc. Đây cả nhà nhìn cái đầu này cả nhà biết rồi ha. Cả nhà xem cái đầu này là nó còn ăn dài lên nữa, nó còn ăn mấy khúc dài lên. Ở dưới này cũng thế này, ở dưới này nó còn kéo dài ra. Cho nên là mỗi một cây ta sẽ có được rất là nhiều cục như thế này, chứ không phải là chỉ có một cục đâu. Còn hàng 3 năm rưỡi thì nó sẽ lên rất là cao. Đây cục này này chân rất là nặng các bạn nhỉ, nó có thể nặng nửa cân luôn, 484 gram đấy. Cục này nó nặng 484 gram, hai cục là nặng 1 kg đấy cả nhà, hai cục như này là nặng 1 kg này đấy. Ở bên em Toàn thì cục này em Toàn đã làm sạch hoàn toàn rồi và mình có thể đưa vào chế tác làm thành các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ok cả nhà, thì em Toàn đã chia sẻ cho cả nhà được về những cái chế phẩm đó. Sau khi chúng ta cấy cho cây từ cái thời gian là 12 tháng cho đến thời gian là 3 năm rưỡi thì cái dầu của nó ra như thế nào thì cả nhà cùng xem rồi thì cả nhà đã hiểu ha. Em Toàn xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video, và anh chị em có nhu cầu đặt các cái chế phẩm tạo trầm chất lượng bên cơ sở Trầm Hương Toàn Thắng Em thì cả nhà cứ liên hệ qua số điện thoại 0375817560. Em Toàn sẽ tư vấn và hướng dẫn cho cả nhà cách thức làm để chúng ta tạo ra được những cục trầm đẹp nhất, và mình đạt được những cái kinh tế từ những cái gió bầu mà chúng ta trồng lâu năm rồi ha. Em Toàn xin cảm ơn cả nhà, xin chào.